Cách đây không lâu, thương hiệu Havan của hãng xe Trung Quốc Great World Motor GWM đã ra mắt phiên bản Sport mới của dòng SUV cỡ B do Lion ở thị trường Thái Lan. Đến nay, giá bán chính thức của Havan Zolion Sport 2023 mới được công bố. Tại thị trường Thái Lan, Havan Zolion Sport 2023 có giá khởi điểm 559 triệu. Như vậy, mẫu SUV cỡ B này có giá chỉ như Kia Sonet và Toyota Raize ở Việt Nam không chỉ bổ sung phiên bản Sport, hãng Havan còn cắt hai phiên bản của dòng do Lion, đó là Tech và Pro. Do đó, Sport trở thành bản tiêu chuẩn mới của dòng SUV cỡ B này. Bản cao cấp nhất là Ultra có giá 699 triệu, tương đương bản thấp nhất của Honda HR-V ở Việt Nam. So với bản Ultra, Havan do Lion Sport 2023 sở hữu ngoại hình có nhiều điểm khác biệt. Để phù hợp với cái tên Sport, phiên bản này có nhiều chi tiết ngoại thất màu đen như lưới tản nhiệt, nẹp trên cản trước, cản sau, hốc bánh, sườn xe, viền bao quanh cửa sổ, ba gơ nóc, ốp gương chiếu hậu, vành hợp kim đa chấu 18 in và cánh gió mui. Những thay đổi của Gia Lai 2023 so với bản Ultra chủ yếu tập trung chủ yếu ở khu vực đầu xe. Tại đây, xe được trang bị lưới tản nhiệt và hốc gió, trung tâm đều đi kèm nan nằm dọc, theo phong cách giống xe sang Maserati. Tiếp đến là cụm đèn pha và dài đèn LED định vị ban ngày cải tiến so với bản Ultra nằm cạnh dài đèn LED kéo dài xuống cản trước là 6 nẹp mạng chrome mới thay vì đèn báo rẽ như bản cao cấp nhất. Thay đổi còn lại là cản sau với hai nẹp mạng chrome mỗi bên, nằm ngay bên dưới đèn phản quang. Không chỉ điều chỉnh thiết kế, Havan do Lion Sport 2023 còn bị cắt trang bị so với bản Ultra. Trong đó, đáng chú ý nhất là sự biến mất của các tính năng an toàn chủ động, như hệ thống phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo chuyển làn đường và cảnh báo điểm mù xe chỉ còn hệ thống kiểm soát hành trình, 4 túi khí, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời, camera lùi, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc, cảnh báo áp suất lốp, cảnh báo khi người lái mất tập trung và phanh tự động sau va chạm. Ngoài ra, xe còn thiếu hệ thống định vị và bệ tỉ tay ở hàng ghế sau. Ghế của Havan Zolai Sport 2023 được bọc bằng chất liệu da tổng hợp. Tuy nhiên, xe vẫn có đèn pha LED tự động bật, tắt, đèn hậu LED, bộ khuếch tán gió phía sau bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 in màn hình cảm ứng trung tâm 10.25 in, hỗ trợ Android Auto Apple CarPlay, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng, cửa gió điều hòa ở hàng ghế sau, 4 cổng USB trước sau, núm xoay chuyển số, hệ thống âm thanh 6 loa, chìa khóa thông minh và khởi động nút bấm. Nằm bên dưới nắp capo vẫn là hệ chuyển động hybrid bao gồm máy xăng 4 xi lanh, tăng áp, dung tích 1.5 lít motor điện và hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp hệ chuyển động này tạo ra công suất tối đa 190 mã lực và mô men xoắn cực đại 375 Nm. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của xe là 4 ,2 lít 2 cho 100 km. Theo kế hoạch, vào ngày 2 tháng 8 tới đây, thương hiệu Havan sẽ chính thức ra mắt Việt Nam với giải sản phẩm toàn SUV. Một trong những mẫu SUV mà Havan sẽ bán ở Việt Nam là H6. Trên fanpage chính thức của Havan Việt Nam còn xuất hiện cả hình ảnh của Zolion. Do đó, sẽ không ngạc nhiên nếu Havan do Lion cũng được bán ở Việt Nam trong thời gian tới. Xe Havan ở Việt Nam sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.